Trung Quốc hôm nay thông báo trục xuất nhà ngoại giao Canada tại Thượng Hải để đáp trả động thái tương tự trước đó của phía Canada. Báo China Daily ngày 9 tháng 5 dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh quyết định tuyên bố nhà ngoại giao Canada Jennifer Lynn Lalan đang làm việc tại Tổng lãnh sự quán Canada ở thành phố Thượng Hải là nhân vật không được hoan nghênh, persona non grata. Theo đó, lãnh sự Lalan bị buộc phải rời khỏi Trung Quốc trước ngày 13 tháng 5. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là biện pháp có đi có lại để đáp trả việc Canada trước đó tuyên bố trục xuất một nhà ngoại giao Trung Quốc ở Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto. Phía Bắc Kinh lên án và phản đối động thái của Canada. Trước đó cùng ngày, The Canadian Press dẫn thông báo của Ngoại trưởng Canada Melanie Joly ngày 8 tháng 5 tuyên bố nhà ngoại giao Trung Quốc tên Triệu Nguy tại Toronto là nhân vật không được hoan nghênh. Ông Triệu bị cơ quan tình báo Canada cáo buộc liên quan âm mưu đe dọa nghị sĩ đảng bảo thủ Canada Michael Chong và người thân tại Hồng Kông. Việc trục xuất diễn ra sau khi tờ Globe and Mail mới đây đưa tin cơ quan tình báo an ninh Canada CSIS hồi năm 2021 nắm được thông tin rằng chính phủ Trung Quốc tìm cách đe dọa ông Chong và người thân tại Hồng Kông. Chính quyền Canada đã xác nhận thông tin này. Ông Chong bị đe dọa sau khi ủng hộ nghị quyết liên quan chính sách của Trung Quốc với người Hồi giáo thiểu số Duy Ngô Nhĩ. Bài báo của Globe and Mail cho rằng ông Triệu đã thu thập thông tin về ông Chong và Trung Quốc muốn lấy ông Chong làm gương để răn đe những người khác không nên có quan điểm chống chính quyền Trung Quốc. Ông Chong thất vọng và chỉ trích chính quyền đảng tự do của Thủ tướng Justin Trudeau đáng ra phải đưa ra quyết định trục xuất sớm hơn. Thủ tướng Trudeau nói cũng mới biết được thông tin qua báo chí và chỉ trích CSIS vì không báo cáo cho ông. Thủ tướng Trudeau miêu tả đây là vụ việc nghiêm trọng và quyết định trục xuất được cân nhắc rất cẩn thận. Tuần trước, Ngoại trưởng Joly nói Bắc Kinh có thể có hành động đáp trả. Nhưng giờ bà cho rằng việc trục xuất là xứng đáng chấp nhận nguy cơ như vậy. Quyết định này được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng toàn bộ yếu tố. Chúng tôi vẫn cương quyết giữ quan điểm rằng bảo vệ nền dân chủ là điều quan trọng nhất, bà Joly nói. Trung Quốc từng nói chưa bao giờ can thiệp nội bộ Canada và không có ý định làm vậy. Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto tuyên bố báo cáo về ông Chong không có cơ sở thực tế và hoàn toàn vô căn cứ.